thì nếu mà để học tất tần tật những cái thì ấy, thì cô đảm bảo là nó sẽ rất khó. Thì không phải là một cái dễ đâu nhá, nó rất khó. Nhưng mà rất may là đi thi thì nó sẽ không, thường xu hướng ra đây là nó sẽ không kiểm tra một thì riêng lẻ. Nhớ chưa? Nó sẽ không kiểm tra riêng lẻ thì quá khứ đơn hay là hiện tại hoàn thành hay là quá khứ tiếp diễn vân vân, và nó kiểm tra dưới dạng kết hợp thì. Thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đấy là xu hướng ra đề thi những năm gần đây là hầu như đều có sự kết hợp thì. Nhớ chưa cả lớp? Nó sẽ dễ hơn rất nhiều, bởi vì mình chỉ cần thuộc cái công thức kết hợp đấy là mình làm được bài. Hiểu không cả lớp? Thế còn nếu trong trường hợp mà nó kiểm tra riêng lẻ từng thì một nhá, thì cô đảm bảo cực khó. Chỉ cần phân biệt giữa hiện tại hoàn thành với cả hiện tại mà tiếp diễn thôi đã khó rồi đúng không? Là riêng cái bài đấy đã thấy mệt, dạy rất là mệt rồi. Thế cho nên cái phần thì này thực ra nhá, nó là phần gỡ điểm. Tức là gần như là khi mình được ôn là mình đi thi mình sẽ làm được bài. Nhớ chưa? Chứ nó không phải là phần khó nhá. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ ôn qua một chút về các thì cấu trúc. Nhớ chưa cả lớp? Đầu tiên là mình, bởi vì có nhiều bạn mất gốc, lớp mình có thể có nhiều bạn mất gốc. Ví dụ nhìn hiện tại hoàn thành, không biết đâu là hiện tại hoàn thành, không biết đâu là quá khứ đơn chẳng hạn. Lớp mình có ai như vậy không? Bây giờ hiện tại hoàn thành, nhớ được công thức không? Giơ tay thế nào? Ai nhớ được công thức giơ tay? Xem cả lớp còn giơ tay không? Hiện tại hoàn thành, giơ tay đi. Giơ tay là nhớ được đúng không? Cô sẽ hỏi thử nhá. Cô sẽ hỏi thử thế nào giơ tay nhá. Giơ không? Nào, nào, không giơ là không nhớ đúng không? Không tự tin đúng không? Giơ không? Không dám giơ. Đây này, không dám giơ. Hiện tại hoàn thành thôi nhá. Không giơ đúng không? Giơ không? Đấy mà em thấy không? Chỉ đơn giản là hiện tại hoàn thành thôi đã không dám giơ rồi. Nhưng mà rất tiếc trong cái đề thi minh họa năm 2025 nó có xuất hiện thì hiện tại hoàn thành đấy. Vâng. Ngay cái câu sự kết hợp thì nó đã là hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn rồi nhá. Bây giờ cái việc đầu tiên ý, để kết hợp được thì mình phải nhận diện được đâu là thì hiện tại hoàn thành đúng không? Trong bốn phương án, đâu là hiện tại hoàn thành, đâu là quá khứ đơn đúng không? Đâu là quá khứ tiếp diễn chẳng hạn, kiểu kiểu như vậy. Mà bây giờ còn không nhận diện được thì làm sao mà nói đến cái tiếp theo đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một chút về cấu trúc, nhớ chưa? Đầu tiên là thì gì nhỉ? Hiện tại đơn, nhớ chưa? Ghi vào đi nào. Chúng ta sẽ ôn cấu trúc thôi, để chúng ta nhận diện thôi, chứ mình không ôn cách sử dụng nhá. Hiểu không cả lớp? Dễ hơn rất nhiều rồi đấy, chứ còn bây giờ mà ôn cách sử dụng thì thôi, có mà học mấy buổi không xong được thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn. Nào một nào, cấu trúc thì hiện tại đơn. Đây là cái thì đầu tiên mà chúng ta phải học. Hiện tại đơn. Và rất may là không có hiện tại tiếp diễn đâu. Nhưng có hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành là bắt buộc phải ôn. Vì sao? Vì xu hướng ra đề là hay cho vào trong cái hai cái thì này. Được chưa? Ở đây là cô đã dạy rất nhiều năm rồi, cô biết người ta hay cho vào cái gì. Và thường không có hiện tại tiếp diễn. Nhớ. Rồi thì bây giờ cấu trúc của hiện tại đơn. Nhớ không? Nhớ. Bây giờ cấu trúc hiện tại đơn thì nó lại phân theo hai loại. Thứ nhất là với động từ to be, được chưa? Nó có động từ to be, phải nhận diện được đúng không? Không có gì chết. Hiện tại đơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ ghi nhá. Chủ ngữ là gì? Ai thì đi với gì cả lớp nhỉ? Ôi dễ quá rồi đúng không? Học sinh tiểu học nó cũng biết. I am. Tiếp theo, he, she và it thì đi với gì nhỉ? Chúng ta sẽ viết thế này cho nó dễ nhá. Đây, I thì đi với cả am, he, she, it thì đi với is đúng không? Tiếp theo, you, we, they thì đi với gì cả lớp? Đi với are. Cô cho ghi này có nghĩa là về hôm sau cô sẽ kiểm tra đấy, cho nên là ghi chép cho nó tử tế vào. Kể cả cấu trúc cũng kiểm tra, không thuộc thì chép phạt. Tiếp theo, ngoài những chủ ngữ này ra thì mình có cái bàn, cái ghế đúng không? Thì đấy là những chủ ngữ như thế nào? Nào, với chủ ngữ là danh từ số ít. Ngoài cái này ra đúng không? Ví dụ cái bàn, cái bảng đúng không? The board, the table, the desk, vân vân, chủ ngữ số ít đúng không? Đấy, thì với chủ ngữ số ít thì cộng với gì cả lớp nhỉ? Đi với is. Đúng chưa? Nào, chủ ngữ là danh từ không đếm được nữa.
không đếm được cũng đi với gì? Số ít, đúng chưa? Chủ ngữ là danh từ số nhiều. Số nhiều thì đi với gì cả lớp? Đi với cả are, đúng chưa? Đằng sau những cái này, đằng sau cái này này, nó có thể cộng với cả một tính từ hoặc là một danh từ, đúng chưa cả lớp? Đấy, chứ không phải là động từ nhá. Tuyệt đối đừng có ghi verb vào đây, hôm sau là chết đấy. Bởi vì đây là động từ rồi, động từ to be thì không có động từ thường gì hết đây cả, nhớ chưa? Cho nên đằng sau động từ to be là tính từ hoặc một danh từ nào đấy. Thì chưa? Ví dụ I am happy, đúng không? I am a student, đúng chưa? Đấy, thì nó sẽ là một danh từ hoặc một tính từ nào đấy, đúng chưa? Thì đấy là với trường hợp động từ to be. Nào, chúng ta sang tiếp nào. Với trường hợp thứ hai là động từ thường, đúng chưa? Động từ thường. Động từ thường là gì? Là tất cả các động từ khác ngoại trừ động từ to be. Nói như thế cho dễ hiểu đúng không? Như vậy đã có động từ to be rồi thì không có động từ thường, không có thêm verb vùng gì vào đây đâu nhá. Tuyệt đối nhớ này. Thế thì động từ thường thì nó sẽ như thế nào? Với chủ ngữ là ai thì nó sẽ đi với gì cả lớp nhỉ? Cái dạng phủ định thì mình biết rồi đúng không cả lớp? Khỏi ghi nhá, quan trọng nhất là nhìn vào đây nhận biết này. Phủ định thì thêm gì vào nhỉ? Có cần ghi phủ định không? Thôi rồi ghi thêm vào nhá. Ghi thêm vào cái bên này nữa là ghi thêm dưới. Hoặc là ghi thêm ở đâu? Dạng phủ định này. Còn đây là khẳng định này. Khẳng định này. Còn đây là phủ định. Phủ định thì nó chỉ có isn't thôi, đúng không? Hoặc là aren't thôi. Đấy, ghi thêm vào, đúng chưa? Đấy, hoặc là I'm not. Hoặc là như thế này, đi với not. Đấy, ghi thêm vào, nhận biết dạng phủ định thế thôi. Nó chỉ có thế thôi, nó không giống như mình học theo kiểu cách dùng các thứ đâu. Ở đây quan trọng nhất là cùng với em nhận biết được công thức đã. Rồi tiếp theo với động từ thường. Động từ thường thì chúng ta sẽ có dạng khẳng định nhá. Ai đi với gì? Verb nguyên thể, ghi rõ ra là verb nguyên thể. Nguyên thể có nghĩa là sao? Không có chia gì hết đúng không? Không thêm S, không thêm ED. Tóm lại không thêm S, không thêm AS. Đấy, hiện tại đơn nó là thế. Tiếp theo, he, she, it thì sao? He, she, it thì verb làm sao nhỉ? Verb 1 là thêm S, 2 là thêm AS. Đúng chưa? Đấy, lát nữa để chúng ta nhìn, chúng ta nhận biết được. Đâu là hiện tại đơn, đâu là quá khứ đơn, vân vân. Tiếp theo với chủ ngữ you, we, they. You, we, they cũng vậy, sẽ cộng với cả verb nguyên thể, không chia nhá. Verb nguyên thể. Tiếp theo, các chủ ngữ này, chủ ngữ là danh từ số ít. Tiếp theo này, chủ ngữ là danh từ số ít, đúng chưa? Thì verb, chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc nhá, là cứ cái gì ít thì đây này, he, she, it đúng không? Danh từ số ít. Ít thì phải thêm, nhớ chưa ngỏ lắm? Nhớ cái nguyên tắc chưa? Ít cho nên phải thêm vào, nhớ chưa? Thêm là thêm cái gì? Thêm S hoặc là ES vào. Nhớ cái nguyên tắc, nhớ chưa ngỏ lắm? Ít cho nên phải thêm. Nhớ nhớ như thế ở trong đầu. Thêm là thêm S hoặc là ES. Rồi tiếp theo, chủ ngữ là danh từ số ít. Tiếp theo, chủ ngữ là danh từ không đếm được. Không đếm được thì cũng coi như ít đúng không? Cũng thêm vào. Tiếp, chủ ngữ là danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều thì làm sao? Không cần nữa đúng không? Số nhiều rồi, không cần thêm. Thì chúng ta sẽ để ở dạng nguyên thể. Đấy chưa? Đấy là dạng khẳng định. Thế còn phủ định thì chúng ta chỉ cần ghi thế này thôi. Phủ định thì nó sẽ có dạng gì đấy? Do not. Do not viết tắt là gì? Là don't, đằng sau cộng với cả verb nguyên thể. Được chưa? Ghi rõ ra. Verb nguyên thể. Thế còn tiếp theo chúng ta sẽ có does not thì sẽ là gì? Doesn't cộng verb nguyên thể. Do và does người ta gọi là cái gì á? Trợ động từ. Thì nhớ cái nguyên tắc này, khi có trợ động từ thì động từ để nguyên thể. Ghi vào. Khi có trợ động từ,
khi có trợ động từ là do hoặc là does hoặc là do, don't, doesn't đúng không? Thì verb sẽ là verb nguyên thể. Đấy, nhớ như vậy nhá. Thế còn mình không quan tâm cái nghi vấn, nghi vùng gì hết. Bởi vì đề thi thường người ta cho cái dạng khẳng định hoặc phủ định thôi. Được chưa? Đấy là thì hiện tại don. Công thức là như vậy. Như vậy có nghĩa là don't, doesn't, đúng không? Hoặc là verb nguyên thể thêm es hoặc là s. Đấy là hiện tại don. Đã nhớ chưa cả lớp? Chúng ta lấy bút highlight những cái này vào cho cô nào. Đây này, highlight don't, doesn't. Lấy bút highlight vào, mình chỉ cần nhận biết thôi mà, em hiểu không? Mình đang nhận biết thì thôi. Đấy, nhìn thấy don't, nhìn thấy doesn't, đúng không? Bên này, verb nguyên thể hoặc là verb thêm s, gạch chân với cái này này. Hoặc là highlight, lấy bút đỏ hoặc là highlight lên để nhận biết. Bên này cũng vậy, isn't, aren't hoặc là I'm not, đúng không? Am, is, are, vân vân. Đấy là hiện tại don't. Được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sang cái thì tiếp theo nhé. Ở đây mình chỉ quan trọng cấu trúc thôi, bởi vì lát nữa mình sẽ học sự kết hợp thì mà. Thì em sẽ học cái gọi là học thuộc là chính. Cái phần này chủ yếu là học thuộc thôi, bởi vì ở đây cô không quan trọng cách sử dụng lắm. Đi thi chỉ cần nhìn đến công thức đấy là chọn ngay đáp án, hiểu không? Mình không cần phải dịch, cho nên ở đây không quan trọng nghĩa nhá. Đây là mình đã học để đi thi nhá, chứ mình không quan trọng cái phần nghĩa lắm. Nào thứ hai, cấu trúc thì thứ hai hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành thì nó không cần phải phân động từ to be, động từ thường hay là gì hết. Nào, cấu trúc thứ hai. Hai. Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành. Rồi, cấu trúc hiện tại hoàn thành như nào đây cả lớp? Chủ ngữ ai đi về gì? Have. Được chưa? Ai đi về have. Tiếp theo, he, she, it sẽ đi về gì? Đi với has. Tiếp theo, tương tự như vậy chúng ta có you, we, they đi với cả gì? Have. Được chưa? Tiếp theo, lại một loạt chủ ngữ là danh từ số ít hoặc là danh từ không đếm được. Cho vào một loại nhá. Đi về gì cả lớp? Số ít không đếm được sẽ luôn luôn đi về gì đấy? Has, được chưa? Chủ ngữ là danh từ số nhiều. Số nhiều thì đi về gì? Đi với have, đúng chưa? Đằng sau đó cộng với gì cả lớp? Phân từ 2. Phân từ 2, ghi hết vào, cộng phân từ 2. Thế bây giờ phân từ 2 là cái thể loại gì? Phân từ 2 là gì cả lớp? Thế nào gọi là phân từ 2, lấy ví dụ cho cô. Phân từ 2 có dạng gì? Verb đi, và gì nữa? Hả? Trường đặc biệt là cái gì? Thêm gì? Trường hợp đặc biệt học thuộc là trường hợp gì? Lấy ví dụ. À, gone. Người ta gọi đấy là cái gì? Động từ bất quy tắc, đúng không cả lớp? Nào, bây giờ ghi nào. Cái câu hỏi này là quan trọng, bởi vì tại sao? Bởi vì rất nhiều bạn năm ngoái thôi nhá, cô dạy phần thứ hai các bạn cứ nghĩ là verb đi thôi. Phần thứ hai có phải là verb đi không? Mới chỉ trả lời được một nửa câu hỏi đúng không? Verb đi nó chỉ là một dạng của phân từ 2 thôi. Nhớ chưa? Nào ghi vào đi được. Cái này bắt buộc phải ghi nhá. Phân từ 2 đây này. Gồm có cái gì? Một là verb đi. Hai, người ta gọi là V3. V3 là cái gì cả lớp? Nó gọi là động từ trong cột số 3 của bảng động từ bất quy tắc. Nhớ chưa? Ghi vào. Không cứ nghĩ là phân từ 2 là chỉ có mỗi verb đi thôi đấy. Nhiều bạn thế đấy. Nào, V3 ở đây là gì? Cột 3 trong bảng động từ bất quy tắc.
Thế còn verb đi người ta gọi là động từ theo theo quy tắc. Theo quy tắc có nghĩa là chỉ việc thêm ed vào thôi, đúng không? Không cần phải học thuộc ba cột. Đấy, cái này gọi là động từ theo quy tắc. Thế còn cái này là cột 3 trong bảng động từ bất quy tắc. Cô bây giờ có khi cho kiểm tra bảng động từ bất quy tắc có khi nó không làm được. Đúng không? Đấy, rất nhiều vấn đề đấy mà em không học từ ngày xưa nên bây giờ nó sẽ khổ. Bởi vì cái gì cũng cần phải học. Nhưng mà thôi, cô sẽ không cần bọn em phải học cái bảng đấy. Vẫn làm được bài. Quan trọng nhớ là công thức, nhớ chưa? Nhớ công thức này này. Has, have cộng cái gì gì đấy. Bởi đề thi nó chẳng bao giờ nó cho sai động từ bất quy tắc đâu. Mình chỉ cần nhớ được have, has đằng sau cộng với cái gì đấy thì chắc chắn đấy là phân thứ hai, hiểu không? Hiểu không? Thế mình không cần phải học bảng động từ bất quy tắc làm gì cả. Hiểu không? Đấy, như vậy nhớ cho cô nhá. Nó gồm có verb ed và cái verb cột 3. Tức là ngoài cái verb ed ra nó còn có cái cột 3 đấy. Thì nhớ cho cô đấy, phần thứ hai gồm cái thể loại đấy. Rồi, đấy là hiện tại hoàn thành. Thế còn dạng phủ định là gì cả lớp? Phủ định thì làm sao? Has thêm gì vào? Not. Và viết tắt sẽ là gì? Hasn't. Sau đó cũng cộng với cả gì? Phần thứ hai. Tương tự như vậy, chúng ta có have not và viết tắt sẽ là haven't, sau đó cộng phần thứ hai, nhớ chưa? Đấy, phần thứ hai là cái gì thì nói rồi. Đấy, thì hiện tại hoàn thành chỉ có thế thôi. Như vậy xong nhá, hiện tại done, hiện tại hoàn thành. Bây giờ sang tiếp quá khứ gì? Quá khứ done. Quá khứ thì lại có quá khứ done, quá khứ hoàn thành và có quá khứ tiết diễn. Đi thi nó vẫn kiểm tra quá khứ tiết diễn. Thực ra đi thi thì nó kiểm tra nhiều quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn hơn. Được chưa? Thế còn quá khứ hoàn thành, cô thấy cái xu hướng ra đề thi là ít. Nhưng ít không có nghĩa là không, đúng không? Với cả quá khứ hoàn thành thì nó hay kiểm tra ở trong cái đảo ngữ ấy. Thế cho nên vẫn phải học nhá, kiểu gì vẫn phải học. Rồi, tiếp theo. 3. Cấu trúc thì quá khứ đơn. Được chưa? Nhớ là buổi sau kiểm tra cấu trúc đấy. Đây là cấu trúc của các thì, sau đó mình mới học cái sự kết hợp. Ví dụ mình sẽ học là gì? Kết hợp giữa quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, hiểu không? Đấy, hoặc là kết hợp của quá khứ tiếp diễn, kiểu kiểu vậy. Hoặc là hiện tại đơn đi với cả thì gì? Hiện tại đơn thì trong đề thi nó hay kiểm tra kết hợp với cả tương lai đơn. Được chưa? Đấy, còn hiện tại hoàn thành hay đi với gì? Đúng, quá khứ đơn. Đấy là câu trong đề minh họa. Đấy, thế cho nên là mình phải học các cái thì riêng lẻ để nhận biết đã, đúng không? Sau đó mình sẽ học các cái công thức tổng hợp. Sau đó mình làm bài, thế là xong. Được chưa? Từng bước từ bước 1 để bạn em không có bị ngợp. Đặc biệt là bạn nào mất gốc. Rồi, 3 nào. Cấu trúc thì quá khứ đơn. Đấy, đây chỉ học mỗi cấu trúc thôi. Đấy, sau đó thì mình sẽ còn học cả câu bị động nữa. Câu bị động thực ra là cái rất là dễ, nhưng mà có nhiều bạn có thể còn không nhớ được công thức đấy, đúng không? Ở đây có ai nhớ công thức câu bị động, giơ tay xem nào. Câu bị động ấy, giơ tay. Ai nhớ được công thức câu bị động của tất cả các thì giơ tay. Đấy, leo tèo. Có dám giơ tay đâu. Đấy, bọn em thấy không, mất gốc đấy. Cho nên học nó sẽ vất vả. Nào, 3 nào. Cấu trúc. Thôi, nhưng mà bước đầu tiên học cấu trúc đã, đúng không? Học cái cấu trúc đã. Thì biết được cấu trúc này mình làm được phần bài này đã. Sau đó thì mình chuyển sang phần câu bị động. Thì lúc đấy mình học cấu trúc câu bị động thôi, hiểu không? Thì nó sẽ từng bước một nhé. Nào, cấu trúc thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn thì nó cũng có gì? Với động từ gì gọi đó? Đầu tiên nó vẫn đi với cả động từ to be, hiểu chưa? Vẫn là động từ to be. Về nhà học thuộc nhá. Câu hỏi hết ấy, cả cấu trúc. Ví dụ câu hỏi luôn là phân thứ hai gồm có cái gì đấy. Nào, to be về quá khứ đơn thì rất là dễ, đúng không? Thôi ghi tổng luôn nhá. Ghi tổng luôn hay ghi cụ thể nhỉ? Thôi ghi cụ thể đi. Không, để lần sau cô đỡ mất công cô dạy lại. Lần sau hỏi cô bị động ý, cô đỡ mất công dạy lại. Chủ ngữ cộng với gì? Was.
chưa? I thì was. Tiếp theo, he, she. Đấy, một câu mình học luôn thể đi. He, she, it đi với was. Đấy, tương tự như vậy, chúng ta có you, we, they đi với were. Thực ra nhá, trên thực tế là có những bạn còn nhầm là I đi với were cơ. Đấy, đây là sự thật luôn, có nhiều bạn ghi là I đi với were này. Nhiều bạn luôn, không biết lớp mình có ai có không, nhưng mà đấy là thực tế. Là có những bạn kiến thức nó kiểu nó không biết cơ bản được như vậy cơ nhá. Được chưa? Tiếp theo, chủ ngữ là danh từ số ít. Số ít thì nó đi luôn với cả không đếm được, nhớ chưa? Thì nó đi với gì cả lớp? Đi với cả số ít này. Đây là số ít, còn đây là số nhiều, được chưa? Tiếp theo, chủ ngữ là danh từ số nhiều. Số nhiều lại đi với gì? Lại đi với were. Rồi, sao động từ to be có cộng với cả cái này không cả lớp? Có cộng với cả verb đi không? Tại sao lại không ở Vân? Hả? Em không bảo không. Thế tại sao không thể cộng với verb đi được? Không biết. Đúng rồi, em mà cộng với verb đi thì lúc này thành câu bị động rồi. Nhưng ở đây mình đang không học về câu bị động đúng không? Cho nên đây là mình đang học chủ động nhá, cả lớp nhá. Cho nên đằng sau động to be không đi với verb vùng gì hết nhá. Đi với gì cả lớp? Giống như động từ to be ấy, am, is, are ấy, thì đi với tính từ hoặc đi với gì? Danh, nhớ chưa? Chứ đừng có vấp vủng gì hết, ghi như thế là gạch hết đấy nhá. To be là to be, không được nhầm lẫn. Tiếp theo, trường hợp thứ hai là vấp động từ thường, được chưa? Hoặc là động từ thường. Trường hợp thứ hai là với động từ thường. À chết, ghi thêm ở dạng phủ định nữa. Phủ định thì was not, viết tắt là gì cả lớp nhỉ? Đấy, chúng ta chỉ cần nhớ này thôi, wasn't, đúng không? Tiếp chúng ta có were not, thì bên này sẽ là đọc là gì? Là weren't, nhớ chưa? Ghi thêm phủ định vào. Was not, wasn't, weren't. Tiếp theo với động từ thường nào. Với động từ thường thì ở dạng khẳng định nhá, chủ ngữ. À không quan trọng chủ ngữ. Tất cả các chủ ngữ đi với gì cả lớp nhỉ? Chủ ngữ nào cũng được, ở đây nó không chia chủ ngữ, nó chia động từ thôi. Nó đi với cả verb gì? Thêm ed. Hoặc là verb gì cả lớp? Hoặc là verb gì đấy? V2. V2 là cái gì? Verb ed thì biết rồi là động từ theo quy tắc đúng không? Thế còn V2 là cái gì? Nó ghi vào cái này gọi là động từ theo quy tắc. Thế còn V2 nó là gì? Cột mấy? Cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc. Đấy, chứ là nếu mà không thuộc cái này thì nhiều khi cũng không phân biệt được đây là thì quá khứ đơn luôn đấy, cho nên cũng hơi nguy hiểm đấy. Nếu mà không thuộc thì go, when, gone thì phải biết là gone, à phải biết là gì? Là when đúng không? Là quá khứ đơn chẳng hạn vậy. Chứ nhìn một từ mà không biết đấy là when là quá khứ đơn, là verb V2 thì là chết rồi. Ở đây lớp mình có ai không thuộc bảng động từ bất quy tắc không? Cô nghĩ là nhiều luôn đấy. Thôi rồi, tùy từ tình hình mà cô sẽ xem có cần phải học cái đấy không. Được chưa? Cái này nó rất đơn giản, chỉ có thế thôi. Nó không chia chủ ngữ, cho nên chủ ngữ nào cũng được nhá. Tiếp theo, phủ định này. Chủ ngữ sẽ cộng với gì cả lớp? Chủ lúc này khi là động từ thường thì phải có trợ động từ. Đây, bên này không có trợ động từ nhưng bên này có trợ động từ, được chưa? Đây là động từ to be, còn đây là động từ thường thì nó phải có trợ động từ. Did not thì viết tắt sẽ là gì? Là didn't. Khi có trợ động từ rồi thì động từ phải làm sao? Giữ nguyên, hay còn gọi là verb nguyên gì? Nguyên thể. Đấy, thế thôi, quá khứ đơn là thế thôi. Quá khứ đơn chỉ có thế thôi. Tiếp theo, quá khứ gì? Tiếp diễn, đúng rồi. Nhanh lắm. Sau đó đến thì tương lai thì mình chỉ học tương lai đơn và tương lai hoàn thành thôi. Tại sao? Bởi tương lai tiếp diễn gần như nó cũng... cái việc kết hợp của nó rất là hiếm. Cho nên là gần như mình chỉ học những cái mà
mà nó trong đề thi nó hay ra thôi. Tiếp theo nhá, quá khứ tiếp diễn, được chưa? 4. Nào, 4 cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn. Thì quá khứ tiếp diễn thì câu bị động thường ít khi hỏi, cho nên cái này mình sẽ viết chung chung thôi nhé. Quá khứ tiếp diễn mình sẽ không học câu bị động quá khứ tiếp diễn, cho nên mình viết chung chung thôi nhé, chủ ngữ. Đằng sau có thể cộng với cả was hoặc là gì cả đó, were, sau đó cộng với cả verb gì. Đấy, viết chung chung này thôi. Quan trọng nhất phải nhớ là was, were cộng verb in, đấy là quá khứ tiếp diễn, hết. Được chưa? Thế thôi, chỉ cần nhớ thế thôi. Quá khứ tiếp diễn thế thôi. Tiếp theo, quá khứ hoàn thành. Năm, cấu trúc thì quá khứ hoàn thành. Trong cái bài sách giáo khoa của các em ấy, unit 1 nó có ôn lại về thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn đấy, sự kết hợp của hai cái thì đấy. Và trong đề thi mấy năm gần đây nó cũng rất là hay cho quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn. Nhớ. Rồi tiếp theo câu 5 nào. Quá khứ hoàn thành, chủ ngữ. Chủ ngữ nào cũng được. Quá khứ hoàn thành thì nó là gì? Hiện tại hoàn thành nó là have, has cộng phân từ 2 đúng không cả lớp? Đây. Đây là hiện tại hoàn thành. Thì quá khứ của hai cái thằng này là gì cả lớp? Là had done, đúng chưa? Đấy, cho nên hiện tại hoàn thành thì đây, quá khứ là biến thành cái này cộng phân từ 2 xong. Đấy, có thế thôi, quá khứ hoàn thành. Mà biết phân từ 2 là gồm có cái gì rồi đúng không? Đấy, phân từ 2 mở ngoặc gồm có verb ed hoặc V3, ghi chú vào đấy cho nó nhớ. Hết, đấy là quá khứ hoàn thành. Bây giờ chúng ta sang tiếp theo. Cấu trúc của thì gì? Tương lai đơn, đúng không? Tương lai đơn thì nó rất là quan trọng bởi vì là mình còn học trong câu điều kiện nữa. 6. Cấu trúc thì tương lai đơn. Tương lai đơn thì nó quá là đơn giản rồi. Chủ ngữ cộng gì nhỉ? Cái này có thể khoanh vào nhá. Chủ ngữ cộng gì? Will cộng verb nguyên thể. Đấy, rất là dễ. 7. Tương lai hoàn thành. Nhiều bạn còn chật vật để học cấu trúc nữa chứ. 7 nào, cấu trúc thì tương lai hoàn thành. Tương lai hoàn thành thường kết hợp với thì gì biết không? Ai trả lời được? Tương lai hoàn thành thường kết hợp với thì gì? Đã học tương lai hoàn thành bao giờ chưa? Im lặng. Nào, tương lai thì nó phải có will đúng không? Cả lớp. Thế thì nó khác gì với cả tương lai đơn? Nó sẽ có từ gì đằng sau? Nó sẽ có từ have nữa. Sau đó cộng với cả gì? Phân từ 2. Về cơ bản nó là kết hợp của thì tương lai và thì hiện tại hoàn thành, gọi là tương lai hoàn thành. Dễ nhớ chưa? Nhớ chưa? Nó là kết hợp của thì tương lai và thì hiện tại hoàn thành. Nhớ chưa? Rất dễ nhớ nhá. Đấy, xong, tương lai hoàn thành. Phân từ 2 vẫn là gì? Verb ed hoặc là verb cột 3 đúng không? Verb ed hoặc là verb cột 3. Rồi, xong. Bây giờ chúng ta học các thì riêng lẻ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học công thức kết hợp. Sang phần tiếp theo, sự kết hợp thì trời mưa hay sao nhỉ?
Cảm giác còn sống chớp. Diệu Ngân, Diệu Ngân là bạn nào? Diệu Ngân lớp mình không? Diệu Ngân là học Thanh Xuân ở tuần này thì sẽ học trên. Bạn ấy giới thiệu bạn Lê Huyền, em có nhớ bạn Hoàng không? Phú Hoàng ấy, giới thiệu bạn Lê Huyền đi. Nào, chúng ta sẽ học sự kết hợp của, nhưng mà học kết hợp này mình sẽ học theo kiểu đi với cả các cái liên từ nhé. Quan trọng nhất là kết hợp với các thì với nhau thì nó sẽ có sự góp mặt của các liên từ, cho nên mình sẽ học theo kiểu các liên từ nhé. Nào, đầu tiên nào, sang phần số 2 này. Sự kết hợp thì mình học since trước đi. Since trước nhá. Đầu tiên là công thức đi với cả since. Tại sao cô muốn chúng ta học trước? Bởi vì nó xuất hiện trong đề minh họa, cho nên cái này là mình nên thuộc đầu tiên. Hiểu chưa? Trong đề minh họa ghi rõ vào đấy, mở ngoặc đề minh họa. Cái gì có trong đề minh họa thì đến khoảng 90% là có thể nó sẽ xuất hiện trong đề thi thật. Ví dụ như là năm vừa rồi là đúng thế. Là trong đề minh họa, là trong đề thi thật cũng có, cho nên cái này là phải học thuộc đầu tiên của lớp nhá. Since có nghĩa là gì cả lớp nhỉ? Since có nghĩa là kể từ, hoặc là kể từ khi. Đấy, ghi nghĩa vào. Since. Bây giờ công thức của since sẽ là gì? Since nó sẽ là sự kết hợp nhá, ghi vào này. Since thì nó sẽ là kết hợp của hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn. Đây là cái thì duy nhất mà có sự kết hợp giữa hiện tại và quá khứ, còn lại không bao giờ có kiểu này. Đây là thì duy, đây là cái duy nhất ấy. Chỉ có xin rồi, còn lại nó không kết hợp theo kiểu này đâu. Hầu như hiện tại không bao giờ đi về quá khứ nhá. Đầu tiên là xin. Nào thì bây giờ công thức của nó sẽ là gì? Ở đây mình sẽ chỉ ghi công thức tổng quát dạng khẳng định thôi, chứ mình không ghi ở dạng phủ định nhá, được chưa? Nào, công thức này chủ ngữ cộng với cả have hoặc là has cộng phân từ 2, sau đó cộng với cả since. Since ở đây là liên từ nối giữa mệnh đề 1 và mệnh đề 2. Đằng sau sẽ là verb đi với cả verb quá khứ đơn. Được chưa? Đây là thì hiện tại hoàn thành. Đấy, thế còn cái này nó là quá khứ đơn. Đấy, như vậy có phải có em chỉ cần học thuộc công thức này là em nhìn vào bài em làm được luôn không? 0,2 điểm luôn. Được chưa? Thôi mình không cần học nghĩa làm gì cả lớp nhá. Em thuộc công thức cho cô là được thôi. Chứ còn có học nghĩa sao lại quên? Bởi vì là đi thi nó chỉ kiểm tra nhận biết thôi mà. Cái câu này là câu nhận biết nhá. Là nhìn thấy nó cho since cộng chủ ngữ cộng verb quá khứ đơn, thì bên này chọn hiện tại hoàn thành, hết. Đúng chưa? Câu này chỉ hoàn toàn là câu nhận biết thôi, chả có gì là khó cả. Được chưa? Nào, tiếp theo, cấu trúc số 2. Ngoài xin ra thì nó còn có cái gì nữa? Đấy, cái đầu tiên có trong đề minh họa thì kiểu gì mà em cũng phải cố gắng, sống chết gì cũng phải học thuộc. Tiếp theo này, công thức số 2 đi với cả when. When có nghĩa là gì? Khi, đúng không? When có nghĩa là khi. Thì when nó sẽ phức tạp hơn một chút. When nó có thể hiện, nó có thể được sử dụng nhá, để diễn tả hành động trong tương lai, trong quá khứ. Đấy. Nào, chúng ta ghi vào nào. When
nó có thể được dùng ghi thế nào cho nó dễ hiểu. Nào bây giờ chúng ta ghi là công thức 1. Ghi rõ ra công thức 1 đi với when nhá. Công thức 1. Cái này là cái mà đề thi rất hay kiểm tra này. Đề thi năm ngoái năm kia đều kiểm tra. Đấy, năm ngoái năm kia, năm nay ý, tức là tháng 6 vừa rồi ý, nó có kiểm tra cái dạng này nhá. Đấy thì học luôn. Nào công thức 1. When. Công thức 1 chúng ta ghi vào, ở đây là sự kết hợp luôn nhá. Là gì? Sự kết hợp ở đây là gì? Hiện tại đơn đi với hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành đều được. Hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành đi với cộng với tương lai đơn. Cộng tương lai đơn. Hay nói cách khác, hai cái từ khóa cơ bản là hiện tại và tương lai đi với nhau, nhớ chưa cả lớp? Đấy, bên này since là gì? Hiện tại hoàn thành đi với quá khứ đơn. Thì bên này sẽ là hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành đi với cả tương lai đơn. Đấy, đầu tiên là ghi cái này đã, kết hợp, sau đó chúng ta mới vào công thức, được chưa? Nào, công thức when. When là gọi là mệnh đề thời gian nhá, nhớ chưa? Thì when nó sẽ như thế nào? When cộng chủ ngữ cộng verb. Verb ở đây cô ghi là verb hiện tại đơn, nhớ chưa? Hoặc verb hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành. Hay là em muốn ghi hẳn cái công thức là verb thêm SES hay là verb cộng FS cộng phân từ 2, thích ghi kiểu nào dễ hơn? Ghi như này gì? Ok rồi, hoặc là verb hiện tại hoàn thành. Phẩy một cái, đây là vế số 1, được chưa? Vế tiếp theo, chủ ngữ sẽ đi với cả will cộng verb nguyên thể. Đấy, công thức thứ nhất, đóng khung vào nhá. Đây là công thức của đề thi năm vừa rồi và năm kia. Đều như nhau, đều kiểm tra như vậy. Ví dụ, nào, lấy ví dụ nhá. When I see him, I will tell him to call you. Câu này nghĩa là gì cả lớp? Khi I see him là gì? Khi tôi gặp anh ta, đúng không? Khi tôi gặp anh ta, tôi sẽ bảo anh ta gọi điện cho bạn, đúng không? Thế thì những hành động này xảy ra ở đâu? Khi tôi gặp anh ta, tôi sẽ bảo anh ta gọi điện cho bạn. Thì hành động này đều xảy ra ở đâu cả lớp? Hiện tại, tương lai hay quá khứ? Đúng. Hai hành động này đều xảy ra trong tương lai, đúng không? Đấy. Và bây giờ chúng ta nhớ cho cô này. Hai hành động này đều xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, với mệnh đề when, chúng ta có được phép chia là will cộng verb không? Không bao giờ, nhớ chưa? Thế cho nên chúng ta có một cái ghi chú vào đây cho cô. Chú ý. Chú ý, mệnh đề when không được phép chia ở tương lai đơn. Ghi vào. Mệnh đề when. Mệnh đề when không được phép chia ở tương lai đơn. Được chưa? Mặc dù ở đây là gì? Khi tôi gặp anh ta, đúng không? Thì trong tương lai tôi mới gặp. Nhưng mình không thể nói là when I will see him được nhá. Mà mình chỉ dùng hiện tại đơn thôi. Được chưa? Nào ví dụ tiếp theo với hiện tại hoàn thành. Nào, ví dụ tiếp theo nhá, ví dụ số 2. Đây là ví dụ 1. Ví dụ 2 với hiện tại hoàn thành. Tôi sẽ đi chơi với bạn, nói thế nào? I will go out with my friends. Tôi sẽ đi chơi bạn của tôi when I have finished my homework. Trong trường hợp này chúng ta dùng hiện tại hoàn thành, mình không dùng hiện tại đơn.
Thì câu này là gì? Tôi sẽ đi chơi với bạn khi tôi làm xong bài tập. Cái việc làm xong bài tập là bao giờ sẽ làm xong? Hiện tại, quá khứ hay tương lai? Hiện tại, quá khứ hay tương lai? Tương lai đúng không? Tức là trong tương lai, câu này có nghĩa là gì? Trong tương lai, khi nào tôi làm xong bài tập thì tôi sẽ đi chơi với bạn. Đúng không cả lớp? Thế tuy nhiên nó khác gì với cả hiện tại, done. Thì chúng ta chú ý này, ở đây người ta dùng hiện tại hoàn thành. Chúng ta ghi chú vào cho cô này, ghi chú một chút thôi. Sử dụng hiện tại hoàn thành để nhấn mạnh, để nhấn mạnh tính hoàn tất của hành động thôi. Tức là làm xong cái gì đấy. Tính hoàn tất của hành động trong tương lai. Nó mang cái nghĩa là làm cái gì đó xong ấy, hiểu không? Nó mang nghĩa là xong. Đấy là thì hiện tại done và hiện tại hoàn thành. Đấy, về cơ bản chúng ta nhớ công thức là được nhá cả lớp nhá. Đấy, đóng khung cái này vào nhá. Đóng khung vào. Nhớ là đóng khung những cái công thức quan trọng vào. Quan trọng nhất là sự kết hợp thì. Đấy. Thôi rồi chúng ta nghỉ đi, không sao học tiếp. Buổi sau cô sẽ kiểm tra cái gì? Thứ nhất là cụm động từ 40 câu, nhớ chưa? 40 cụm từ đấy. Thứ hai là công thức của các thì hôm nay mình đã học. Nhớ chưa cả lớp? Về nhà học thuộc công thức đi để hôm sau chúng ta áp dụng bài nó dễ hơn. Hiểu không? Hôm sau mình sẽ thực hành bài tập luôn thì mình về học thuộc công thức đi đã. Từ từ nhá. Bạn nào đúng bao nhiêu lấy sao của cô? Cái bài hai bài kiểm tra thì